À, xin chào tất cả các bạn thì uh, hôm nay cái bài học đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu là những cái uh, thuật ngữ khi chúng ta chơi uh, nhạc cụ và những cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải chú ý đó là đầu tiên đó là tempo đó. một người chơi trống thì cần phải chú ý nhất là tempo vậy tempo là gì đó. tempo các bạn có thể hiểu nôm na đó là tốc độ của một bài nhạc một bài nhạc nó sẽ có nhanh có chậm tùy ý thì cái cái đó cái, chúng ta sẽ gọi chung là tempo và cái máy mà để đếm cái tempo này á thì có tên gọi là metronome. Đó, các bạn chú ý nha, hai cái khái niệm này. Metronome là một cái máy đếm nhịp, nó sẽ trước khi chúng ta mở lên thì nhịp nó sẽ đếm liên tục và chúng ta sẽ dựa vào đó mà và đánh. À, rồi cái tempo khi chúng ta nhìn vào bài hát á nó sẽ có một cái ký hiệu phía bên tây à, Phía bên đầu bài nhạc á nó sẽ có một cái hiệu là những bằng số ví dụ như 80 hoặc là 60 hoặc là 100 đó tùy theo bài hát. Rồi thì cái cái chúng ta sẽ nói về cái nốt nhạc. Đầu tiên là những cái cái bài những cái nốt nhạc nó sẽ có cái độ ngân ra dài ngắn khác nhau. Ví dụ như một người à, đánh một nốt nhạc lên nó rồi a hoặc là một người đánh lên nó chỉ nó chỉ ngân là a à, thì đó là cái cái dài ngắn khác nhau thì chúng ta đều có những cái ký hiệu để nhận biết cái ký hiệu mà mọi người lưu ý đầu tiên nhìn ngay cho cái bút mình đây đó là nốt tròn đó. thì nốt tròn nó sẽ kéo dài trong vòng 4 phát 4 phát nghĩa là bốn lần đập xuống rồi nè ví dụ như đây đây nốt tròn nó sẽ kêu như thế này đó là a rồi tiếp theo là nốt trắng khi nốt tròn tức là chia làm hai ra chia làm hai ra thì nó sẽ thành cái nốt trắng đó, thì nốt trắng nó sẽ ngân trong vòng hai nhịp hai phách đó mình nhớ ví dụ nè a đó, đó, là hai hai nhịp nốt trắng này cũng hai nhịp rồi tiếp theo là nốt đen đó, nốt đen thì nó sẽ bằng nốt trắng chia làm hai nốt trắng chia làm hai là sẽ bằng nốt uh, nốt đen và nó sẽ kéo dài đúng một nhịp thôi ví dụ mình sẽ ví dụ nè a a À, à, à. Rồi tiếp theo đó là cái gì cái, cái cái nhịp nghỉ ở trong một cái bài nhạc thì à, những cái việc mà chúng ta nghĩ không đánh không đánh một cái nốt nào hết thì nó cũng sẽ được à, hiệu được hiển thị trên cái khu nhạc là một những cái nốt lặng nốt lặng là những cái nốt mà không đánh gì hết đó à, thì cái nốt này là nốt lặng của nốt lặng tròn thì nó cũng sẽ kéo dài bốn phát nhưng mà nó im lặng nó không nó không kêu gì hết ví dụ gõ bốn phát nó cũng không 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 có đánh lên nốt nào hết rồi đây các bạn lưu ý nha nốt lặn tròn là cái cái đầu nó chúi xuống dưới nốt lặn trắng nó cũng giống vậy nhưng mà cái đầu nó chúi lên trên à, khi học mấy cái này mọi người chịu khó lấy một cái quyển tập chép nhạc ra ngồi ghi lại nó cứ ghi lại hai ba lần thì chúng ta sẽ nhớ thôi à, thì nốt lặn trắng cũng giống vậy thôi nó vắng thì nó sẽ kéo dài hai phách nhưng mà nó lại không 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 không, không không phát ra tiếng à, ví dụ này ở đây là nốt nốt trắng đúng không đây là nốt lặng trắng nè nó sẽ im lặng trong vòng hai hai phát nè một hai không đánh gì hết rồi đây là nốt lặng đen nốt lặng đen là là nốt lặng mà nó cái giá trị nó bằng cái nốt đen này nghĩa là khi nhìn thấy này có nghĩa là chúng ta sẽ nghỉ một nhịp chúng ta không đánh gì hết trong vòng một nhịp một phát á một là nghỉ rồi đó là những cái khái niệm đầu tiên mọi người tìm, cần tìm hiểu Rồi đến cái khái niệm à, Thứ hai Đó là khái niệm về à, Ô nhịp Và vạch kẻ nhịp đó, Thì Như những nhạc cụ khác thì đó Trên cái khuôn nhạc mọi người sẽ nhìn thấy Có những cái dòng kẻ này Thì à, Cái Đầu tiên mọi người sẽ chú ý đến cái vạch Chi ô nhịp là cái vạch này này nó, nó sẽ có vạch này, nó có nhiệm vụ là nó chia một cái đường dài của bản nhạc ra thành những cái ô ô, một ô hai ô riêng biệt. đó, đây là vạch kẻ nhịp này. Vạch kẻ nhịp là cái vạch này nè. đó, rồi tiếp theo là cái ô nhịp, ô nhịp là cái này. à, rồi tiếp theo là cái ký hiệu, cái ký hiệu mà mọi người nhìn thấy hay là bên bên đầu đầu cái 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 cái, cái ô, ô nhịp nó sẽ có cái ghi cái cái ký hiệu là 4 trên 4 hoặc là 3 trên 4 hoặc là 2 trên 4, 6 trên 8, 6 trên 4, 12 trên 8. Đó. Thì cái đó nó được hiểu như thế nào? Đầu tiên là mọi người sẽ chú ý cái số ở trên. Số trên là số 4 nè. Ví dụ ở đây là số 4. Thì nó sẽ chia cái ô nhịp này ra. Cái ô nhịp bự nè. Nó chia thành 4 phần bằng nhau. Cứ thấy số 4 là chia thành 4 phần. Ví dụ mình chia đây thử nè. Đó, mình chia đây thử là 4 phần bằng nhau nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 1 2 3 4. Lúc nào mà cứ thấy số 4 là nó phải chia thành 4 phần bằng nhau. Rồi cái số ở dưới. Ví dụ như à đây, mình nói lại luôn. Số 4 là chia 4 phần bằng nhau, này. số 3 là cũng chia thành 3 phần bằng nhau nè. 1 2 3. Số 2 là chia thành 2 phần bằng nhau. Đó. Thì rồi cái số ở dưới. 4 trên 4 thì cái số 4 ở dưới nó sẽ biểu thị cho cái việc là trong một cái trong một cái phần chia này á, trong một phần chia nhỏ này giờ 4 phần mình chia mình sẽ đánh dấu là 1 2 3 4 thì cứ số 4 ở dưới nó sẽ chỉ là ở trong một cái phần chia nhỏ này thì nó sẽ kéo dài là bao nhiêu phách à, thì cứ cứ dụ các bạn thấy số 4 thì bạn sẽ lấy nó tròn các bạn lấy nó tròn nó tròn lúc nãy mình mới, mới mới hướng dẫn đó. mình chia cho 4 ví dụ mình thấy số 2 thì bạn thấy nó lấy nó tròn chia cho 2 đó. dù thấy số 8 thì lấy nó tròn chia cho 8 đó. thì mình lật lại cái bài vừa nãy vừa nãy đây nó tròn chia cho 2 là bạn nó, bằng nó trắng nó tròn chia cho cho 4 có phải là bạn nó đen không đó sẽ bằng nó đen ok rồi đó có nghĩa là khi mà làm gì làm trong một cái phần chia nhỏ này nó sẽ dài đúng nó sẽ dài đúng một một nhịp. Ví dụ chia cho 4 là sẽ bằng dài đúng một nốt đen. Chia cho 8, nghĩa là một nốt tròn chia cho 8 sẽ bằng một nốt đơn. Ví dụ nốt đơn thì cái bài học sau mình sẽ được học. Đó, đó là những cái khái niệm đơn giản như vậy thôi. À, chúng ta vừa xem qua à, những cái khái niệm. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu. Đó là mọi người phải hiểu được tempo là gì nè, metronome là gì, rồi các cái tên gọi của nốt nhạc, nốt tròn, nốt trắng, nốt đen và nó sẽ được hiểu như thế nào, rồi cái vạch chia ô nhịp là gì, nó có công dụng gì, cái ô nhịp là cái gì và cái ký hiệu nhịp có nghĩa là cái ký hiệu trong mỗi cái ô nhịp nó hoạt động như thế nào thì mọi người phải biết được. Đó. Thì đây thì mình đã viết ra một cái cái bảng chia nốt nè, mọi người sẽ dễ tưởng tượng hơn. Ví dụ nó nốt đầu tiên nó to nhất là nó tròn nó bằng 4 phách khi mà nó sẽ làm hai ra nó chia làm hai ra thì nó sẽ bằng một nốt trắng à, nó bằng hai nốt trắng và hai nốt trắng này giá trị của một nốt trắng sẽ bằng hai phách bây giờ một cái phách của nốt trắng nó sẽ chia nhỏ một nốt trắng nó chia nhỏ làm nữa thì nó sẽ bằng hai cái nốt đen và một cái nốt đen này sẽ bằng một phách có nghĩa là bằng một lần metronome nó gõ hoặc là một lần à, à, chúng ta dậm chân và chúng ta sẽ à, mọi người sẽ à, ít quan tâm tới cái nó tròn nó trắng hơn chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái nốt đen này nè tại vì học à, học à, tập trống đó, chúng ta sẽ đụng cái nốt đen này nhiều từ nốt đen ra đi nhiều nốt đen xong rồi chia nhỏ nốt đen ra chúng ta sẽ đụng nhiều rồi phải mọi người phải biết được cái dấu cái cái, cái nốt nốt đen này chủ yếu nè rồi cái nốt lặng đen thì cái cách viết của nốt lặng đen là chúng ta chỉ cần ghi một chữ z đó xong và chữ c đó là một nốt lặng đen đó, mọi người dễ hiểu và mình đã soạn một số bài tập để mọi người có thể tập theo với nó mình sẽ hướng dẫn Được rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến phần thực hành cái đầu tiên mọi người cần để ý đó là cái cái hiệu này hay là nó ghi là số 60 nghĩa là tempo 60 rồi cái ký hiệu thứ hai mà gần đấy là cái ô nhịp à, cái cái hiệu nhịp đây nó ghi là 44 đầu chúng ta sẽ thực hành à, thực hành là thực hành cái gì mục đích mình cần đó là cái nhìn và biết cái cái nốt này nó kéo dài bao nhiêu phách à, ví dụ như nốt trắng nó kéo dài bao nhiêu chúng ta phải ví dụ ví dụ chúng ta sẽ mở metronome lên ví dụ sẽ mở mở me mở máy lên nó đếm và chúng ta sẽ đánh cứ chúng ta thấy nó là chúng ta đánh nào nghĩ thì chúng ta nghĩ à, ví dụ như cái trắng này nó ngăn dài hai nhịp nhưng mà ở trong những nhạc cụ khác ví dụ như piano này hay guitar này thì cái nước cái 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 nốt nhạc nó có thể ngân dài được nhưng mà riêng về phần trống thì nó không có ngân dài được nó chỉ đánh một phát một thôi cho à, nên là khi đánh chúng ta cũng cứ đánh và tưởng tượng nó đang dài đi ví dụ chúng mình tưởng tượng nó đang dài ra thì cứ đánh đúng thấy nó trắng là đánh đúng hai nhịp nốt trắng đúng hai nhịp thấy nó đen đánh một nhịp à, trắng hai nhịp rồi ok chúng ta sẽ bắt đầu thực hành nè à, tempo nha hai ba bốn trắng nè two okay, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bài tập thì cái bài tập hôm nay mục đích mình chủ yếu là để làm quen với nốt nhạc ở đây mình đã soạn ra một à, rất là nhiều nốt đen và dấu nghỉ của nó, của dấu lặng đen. Để chúng ta cùng nhau tập luyện. À, thì mình sẽ bắt uh, bắt đầu từ từ ô này nha. Chúng ta sẽ cứ nhìn thấy là chúng ta sẽ vỗ tay nha. Vỗ tay. Rồi ok. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, One. Two. Three. Nghi. Four. Nghi. One. Two. Three. 1 2 3 4 nghi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Okay

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4